Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, em là Vũ Phượng, em là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Vortical & Bridge. Và đây là Miss Thanh, là trưởng bộ phận pháp lý của công ty. Xin chào Miss Thanh. Xin chào các anh chị đầu tư. Thanh ơi, thì hiện tại là có rất là nhiều các anh chị nhà đầu tư Việt Nam họ đang quan tâm đến chương trình định cư Manta. Thì với cái kinh nghiệm mà đã xử lý rất là nhiều hồ sơ định cư rồi, thì Thanh có thể cho các anh chị khách hàng để biết là đối với chương trình định cư Manta, đặc biệt là phần chứng minh tài chính, thì đâu là cái yếu tố mà anh chị ấy cần phải quan tâm? Theo kinh nghiệm của Thanh đó, thì trong cái bộ hồ sơ đầu tư Manta, mình sẽ có hai cái yếu tố chính để mà mình phải rất là chú ý vào. Đầu tiên đó là cái phần chứng minh nguồn tiền ha, và phần thứ hai là cái phần mà cái sự hợp tác giữa khách hàng và cũng với cái đơn vị mà họ chuẩn bị hồ sơ cho bên mình. Đặc biệt là cái phần chứng minh nguồn tiền là mình phải giải trình cái nguồn gốc cũng như là đưa ra cái hướng nó phải logic đối với yêu cầu của sở di trú, đúng không Thanh? Chính xác. Cái con số mà mình sẽ đưa ra để giải trình nó phải hợp lý. Sau khi mà bên Thanh nhận được cái thông tin từ khách hàng thì bên Thanh sẽ có một cái sự cân đối các cái số liệu cho nó hợp lý để mình giải trình cái nguồn tiền của mình. Vậy còn thì đối với các gia đình anh chị mà đang rất cần cái hồ sơ nhanh để cho kịp cái mùa nhập học năm sau cho các người con, thì con biết là bên pháp lý mình có cái hướng hỗ trợ như thế nào để cho kịp hồ sơ không ha Thanh ha? Thông thường thì khi mà bên Thanh nhận hồ sơ khách hàng thì đã sẽ phải rà soát các cái yếu tố về thứ nhất là cái sự phức tạp của hồ sơ, và thứ hai là sẽ tốn bao nhiêu lâu cho bộ hồ sơ đó được hoàn thành. Thì thông thường sẽ tốn tầm khoảng 2 đến 2 tháng rưỡi để mình hoàn thành xong bộ hồ sơ. Tuy nhiên nếu như mà khách hàng họ cần nó gấp thì bên Thanh vẫn sẽ có thể hoàn thành trong 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, và khi đó bên Thanh vẫn sẽ cần cái sự hợp tác giữa khách hàng và cũng như là cái việc mà mình giải trình nguồn tiền cho nó hợp lý. Nếu mà khách hàng cần gấp thì Phượng nghĩ là cái sự hợp tác nó phải chặt chẽ hơn, đúng không? Rất là cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Thanh. Và nếu như anh chị mình đang quan tâm đến các chương trình định cư Manta cũng như là lo lắng về cái phần mà chứng minh nguồn tiền, thì đừng ngần ngại liên hệ ngay với đội ngũ pháp lý của công ty Vortical & Bridge nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.